Khi mà nhu cầu sử dụng cà phê hạt rang xay đã trở nên rất là phổ biến, vậy thì việc lựa chọn và mua cho quán cà phê của mình một chiếc máy xay cà phê để pha phin đã trở thành một nhu cầu rất thiết thực của tất cả các quán cà phê. Vậy nhưng không phải ai cũng biết được rằng có các loại máy xay cà phê nào và các loại máy xay cà phê này khác nhau ra sao, và liệu lựa chọn phù hợp với quán cà phê của mình thì phải dựa trên những tiêu chí nào. Vậy để trả lời cho những câu hỏi này, hôm nay xin mời các bạn hãy xem clip của chúng tôi với máy pha chế.com để quý vị sẽ có một cái sự so sánh một cách trực quan nhất. Ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây có 5 loại máy xay cà phê đang thông dụng và phổ biến nhất trên thị trường, được lựa chọn và tin cậy nhất dành cho các quán cà phê. Và trước khi chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem những chiếc máy này ra sao, xin mời quý vị hãy cùng ngắm nhìn chúng ạ. Hiện nay, các loại máy xay cà phê hạt được bán trên thị trường sử dụng hai loại đĩa xay khác nhau. Loại thứ nhất đó là dạng đĩa mài, chất liệu sử dụng bằng hợp kim gang. Loại thứ hai đó là sử dụng đĩa xay bằng đinh, chất liệu bằng thép không gỉ. Loại đĩa mài bằng hợp kim gang thì có cái ưu điểm là tốc độ xay nhanh và cái giá thành để thay thế cái lưỡi xay này thì rẻ, và có thể xay được hạt cà phê với rất nhiều những cái kích cỡ khác nhau, phù hợp với cả pha cà phê phin và cả pha cà phê máy. Đối với loại đĩa xay bằng đinh thì nó sử dụng nguyên lý là cắt với 10 lớp lưỡi dao, có ưu điểm tạo ra các loại hạt cà phê xay với chất lượng đồng đều, giữ được hương vị nguyên bản của cà phê, phù hợp với pha cà phê phin. Tuy nhiên, nhược điểm của nó lại là có tốc độ xay chậm và cái giá thành để thay thế lưỡi xay này thì sẽ cao hơn. Máy xay cà phê CM520, một chiếc máy với thiết kế đẹp, chắc chắn. Máy sử dụng phễu chứa hạt cà phê với dung tích chứa được 1 kg cà phê. Máy được thiết kế để có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay và không cần sử dụng dụng cụ, rất dễ dàng trong khâu vệ sinh và bảo dưỡng máy. Lưỡi xay của máy CM520 sử dụng loại lưỡi xay bằng đĩa đinh thép không gỉ, tạo ra tốc độ xay cà phê 7 phút 1 kg. Kích thước bột cà phê xay ra đồng đều nhau. Máy có khả năng xay 4 kg, tương đương với 150 ly cà phê một ngày. Máy xay cà phê hạt Teco, một chiếc máy được thiết kế chắc chắn và hoàn thiện. Máy sử dụng phễu đựng dung tích chứa được 1 kg cà phê. Máy xay cà phê hạt Teco có công suất 1 mã lực. Máy sử dụng lưỡi xay loại hợp kim gang. Đây là một chiếc máy có kích thước lớn. Đặc điểm đáng khen ngợi ở chiếc máy này là độ ổn định và bền bỉ trong khâu sử dụng. Máy tạo ra được tốc độ xay cà phê rất nhanh, chỉ 4 phút cho 1 kg, và kích thước hạt cà phê tạo ra từ lớn cho đến siêu nhỏ. Máy xay cà phê hạt Akira. Đây là một chiếc máy có kích thước nhỏ gọn, thiết kế hài hòa và có hình thức khá là đẹp. Máy sử dụng loại lưỡi mài bằng thép, cho tốc độ xay cà phê là khoảng 6 phút cho 1 kg. Phễu của máy xay cà phê Akira có thể chứa được 250g hạt cà phê. Với loại lưỡi mài bằng thép này, chất lượng cà phê sau khi xay rong ra ở mức khá. Máy xay cà phê Akira cho tốc độ xay cà phê khoảng 6 phút 1 kg.
Và chiếc máy phù hợp để sử dụng cho cửa hàng sẽ xay với số lượng là 40 ly cà phê một ngày, tương đương với khoảng 1 kg cà phê hạt. Máy xay cà phê hạt 600N. Máy sử dụng phễu đựng cà phê với dung tích có thể chứa khoảng 250 g cà phê. Máy sử dụng lưỡi xay cà phê dạng đĩa mài bằng thép không gỉ. Máy được thiết kế để tháo lắp cũng rất dễ dàng, phù hợp với việc các bạn có thể vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên. Với dạng lưỡi xay dạng đĩa bằng thép, máy tạo ra tốc độ xay cà phê khoảng 6 phút trên 1 kg. Tuy nhiên, với công suất nhỏ của máy, khuyến nghị các bạn chỉ sử dụng để xay với số lượng khoảng 20 ly cà phê một ngày, tương đương với khoảng 500 g cà phê. Máy xay cà phê hạt 3 ly. Một chiếc máy có thiết kế nhỏ gọn nhất trong tất cả các máy xay hiện nay đang cung cấp trên thị trường, nhưng vẫn rất chắc chắn và có độ cứng cáp, tạo sự an toàn trong sử dụng. Dung tích phễu của máy 3 ly có thể chứa được khoảng 250 g cà phê hạt. Chiếc máy này sử dụng chung động cơ với máy Akira, nhưng lại sử dụng loại đĩa xay, loại đĩa đinh bằng thép không gỉ. Với chiếc máy này, các bạn có thể dễ dàng tháo lắp bằng tay, không cần sử dụng dụng cụ. Rất tiện lợi trong quá trình vệ sinh và bảo dưỡng. Máy cho ra công suất, tốc độ xay khoảng 10 phút sẽ xong được 1 kg cà phê. Với chiếc máy này phù hợp với các quán cà phê có thể xay khoảng 40 ly cà phê một ngày, tương đương với 1 cân cà phê. Hy vọng rằng qua những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp vừa rồi thì quý vị cũng sẽ có được sự lựa chọn cho mình chắc chắn hơn nữa về việc lựa chọn một chiếc máy xay cà phê hạt nguyên chất để pha phin. Và thưa quý vị, nếu quý vị muốn trải nghiệm trực tiếp tất cả các loại máy xay cà phê này, xin mời quý vị và các bạn hãy đến tham quan showroom của máy pha chế.com. Và quý vị cũng có thể tìm hiểu trên website của máy pha chế.com thông tin về giá cả cũng như về tất cả những loại máy khác dành cho quán cà phê cũng như quán trà sữa. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem video clip của chúng tôi. Hân hạnh cảm ơn và hẹn gặp lại.